Hello nha, hello mọi người. Đây là Hai thằng phụ việc. Hai thằng làm nghề rửa xe đây. Cú Tí đang rửa xe đây. Cú Tí rửa xe Rửa xe làm gì? Rửa xe làm gì? Rửa xe làm gì? Rửa xe sạch không? Vâng. Đây là báo tốc đỏ. Sau một mùa đóng phim, tất cả các thể loại vẫn không có tiền để tiêu Tết, đành phải chuyển sang nghề rửa xe, vá xe bơm lốp để kiếm tiền sắm đồ Tết anh em ạ. Thấy anh em thấy mình khổ không? Quá khổ luôn đấy. Ấy thế mà Lại có những thành phần, lại có các bạn không hiểu, cứ nghĩ đâu mẹ bọn anh mình nhiều tiền lắm, kiếm tiền khổ lắm anh em ạ. Làm tất cả mọi thứ. Đây, quay góc quay cận cảnh Bảo HT đang chui nồi ai nhầm chui xe, chui từng con ốc để mong có được một cái Tết an lành và ấm cúng bên gia đình và bạn bè. Còn diễn viên phụ này nữa, diễn viên nhí này nữa anh em ạ. Thôi thôi, hết hết xà phòng, tốn cho phòng em. Giá một chiếc xe có bằng con ổ mì à? Mày đổ hết chai xà phòng mày. Thôi trả đi. Nhiệt tình không? Trả nhanh lên, tăng lương. Tết này tăng lương cho. Đấy. Anh em nào có rửa xe nhớ ghé đến ủng hộ. Ủng hộ anh em nhà HT nhá. Ekip làm phim chuyên rửa xe các kiểu. Anh em thấy thế nào? Khổ lắm nhưng phải sung sướng gì đúng không? Đấy. Làm tất cả mọi thứ để kiếm tiền tiêu Tết. Và đây là tập 1. Rửa xe. Ok. Các bạn nào thấy thương like, subscribe và chia sẻ. Và nhớ mang xe đến đây mình rửa free cho. À con, free cho mẹ tiền đâu cũng trả tiền điện. 20 ngàn thôi. Một ổ bánh mì bình thường đúng không? Lùn đâu rút ra coi hả? Phải cứt rồi, rửa xe người ta mà đứt mẹ được. Giấu nhanh không còn được, giấu giấu chứ không mẹ nó bắt đền chết mẹ luôn. Rửa xe không chạm mà cần làm hóa xe ta. Thôi bật đấy, tao chui lên. Ui gớm ra, ghê gớm thiệt. Đấy, thêm một chiếc xe cua này nữa nha, một chiếc bỏ trong kia nữa chưa chùi được đấy. Đấy. Ồ, rửa xe nhanh 20 ngàn. Không rửa xe mà đi vô đấy, tao bắt tao thu tiền vé đậu xe. Tiền gì xe? À, tao thu tiền điều xe. Đâu đó, rửa xe không rửa là vô đấy là tao giữ, tao mua, tao bắt. À, tao thu tiền để giữ xe. Rửa xe 20 ngàn mà giữ xe 15 ngàn á. Nói riêng 20 ngàn mình hết, rửa xe nó lấy trả trả. Bạn có thể trả trả góp. Cho trả góp, vào đây rửa xe cho trả góp mà. Có thể trả dần đến lúc chết là hết. Vậy là sau một ngày vất vả của mình, đây là cái thành quả nha anh em, đây là cái thành quả cho mọi người. Đấy. Rồi, ok không? Và bây giờ mình sẽ đếm từ hai ngày làm việc vất vả để xem được bao nhiêu tiền. 200. Come on.
tiền đây mình lấy nét ra. Số tiền chính xác là 357.000 anh em ạ. Sau 2 ngày làm việc thì cơ bản là cũng ok đấy, nhưng mà cũng nói chung cũng được, 3 ngày Tết thì kiếm gì ra tiền đúng không anh em. Đấy, thấy không? Tôi làm việc cật lực để kiếm được số tiền này trong 2 ngày. Thì cái này là chưa trừ điện nước rồi các thứ luôn mọi người. Đấy, nên thôi là tạm thời đây cũng là một cái số tiền mà công sức mồ hôi nước mắt của mấy anh em chúng tôi. Đấy, ok. Thì đa số là mọi người cho thêm là nhiều. Đấy, cảm ơn các bạn. Thì đấy, sau 2 ngày làm việc của mình thì kiếm tiền tiêu Tết thì được bằng này tiền thì cũng sắm được bộ đồ ngon ngon rồi. Đấy. Các bạn có ý tưởng gì hay thì có thể phát huy. Ok, cảm ơn các bạn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình gửi xe cũng như xem like share video. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, đặc biệt là tiền vào như nước. Ok, let's go. Ok, bye bye.